Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay tại huyện Khoái Châu, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã về thăm tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Khoái Châu. Cùng đi có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Đồng chí Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng 200 suất quà cho 200 hộ nghèo đến từ 25 xã thị trấn của huyện Khoái Châu và chúc các gia đình đón xuân Canh Tí 2020 vui tươi, đầm ấm. Mong các gia đình tích cực lao động sản xuất vượt qua khó khăn, dần vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương biểu dương những thành tựu về kinh tế xã hội mà huyện Khoái Châu nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung đã đạt được trong năm 2019, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt là công tác hỗ trợ để xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và vượt các mục tiêu đề ra trong năm 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Dân vận Trung ương đã góp phần giúp Hưng Yên hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ này đề ra trước hơn một năm. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn coi công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo là việc làm thường xuyên, liên tục. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Hưng Yên thấp hơn nhiều mức bình quân cả nước, chỉ còn hơn 1%. Từ nguồn ngân sách tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến hết năm 2020, tất cả các gia đình chính sách hộ nghèo đều có nhà ở kiên cố.